Thưa Bồ Tát Như Ý Cát Tường, bây giờ nước rút cạn mà nó lồi cái cù lao lên luôn, nơi này hồi cò nó tập trung đến để nó ăn tôm, ăn cá. Dạ, thì bây giờ sẽ đi qua nơi khác để đánh bắt tiếp. Anh ơi à, đi thôi con ơi, nhanh lên bơi ra đây. Dạ. Đi ngao một chuyến cho biết với người ta thì biết là đánh bắt những cái tôm cá trong ngao á là thức ăn của cò. Dạ, mọi người còn thích ăn những loài vật trong tự nhiên thì những loài thú hoang dã, những loài vật cao cấp hơn nó sẽ dần biến mất, bởi vì mọi người đã bẻ gãy cái chuỗi thức ăn đầu tiên, đó là những cái loài sinh vật nhỏ phù du như là tôm, tép, cá, móng nhỏ. Những cái loài này nó là thức ăn của những con to, mình ăn thịt nó thì những con to nó không tồn tại được nữa. Như rái cá trong khu rừng này hầu như tuyệt chủng, còn có ti ti thôi. Ti ti mở đây, ti ti cũng chết đói, nên ti ti đi theo ti un làm thần cá, thần thú. Ti ti có bạn nè, ti ti có bạn chó cá nè, đi theo bảo vệ mình nè, sướng quá rồi còn muốn gì nữa ha. Đi bơi về thuyền hết đi. Dạ, đây cù lao mọi người thấy không ạ?